À từ từ thôi, nghẹn bây giờ anh bạn. Mày cứ ngồi im ở đây, cấm được đi đâu. Lát nữa sẽ có bất ngờ dành cho mày. Anh nên nhớ, anh vẫn đang là chồng tôi đấy. Chỉ một lát nữa thôi, mày sẽ không còn là vợ của tao nữa. Tao sẽ tiến mày đến nơi được xa nhá. Ôi, tiền này. Sao lại có tiền nhỉ? Hay là ai thấy bọn mình nghèo khó cho nên người ta giúp đỡ nhỉ? Ừ. Này Tùng Anh, nhìn này, hãy cứu tôi. Không biết là ai nhỉ? Làm sao mà biết là ai được? Ở đây đông người thế này, làm sao mà tìm được ai để giúp đỡ đây? Hình như là cô gái kia thì phải. Hay là mình sang hỏi xem như thế nào? Cô ơi, cái này có phải của cô không? Hãy cứu tôi thôi. Cô cần giúp. Này, cô ơi, cô sao thế? Chết rồi, cô ấy bị ngất rồi, đưa vào viện thôi. Má ơi, cay thật chứ. Kế hoạch chuẩn bị xong rồi, thế mà bị hai thằng kia nó phá, tức thật chứ. Không được, mình phải đuổi theo, nếu không sẽ thành công cốc mất. Vợ, vợ ơi, vợ bị làm sao vậy? Vợ tôi bị làm sao vậy? Tôi thấy cô ấy kêu cứu xong rồi ngất đi, thế nên tôi mới đưa cô ấy vào đây đấy. Anh là chồng cô ấy à? Vậy tại sao vợ anh lại kêu cứu? Tại vợ tôi có bệnh ở trong người, chắc là trong người thấy không được khỏe nên mới cầu cứu thôi. Tôi gửi hai chiếc tiền uống nước, bây giờ có tôi ở đâu rồi? Hai người đi về đi. Đây, các người cầm tiền đi. Tôi đã nói là tôi sẽ chăm sóc vợ thôi mà. Vợ tỉnh rồi à? Thôi, hai người cầm tiền rồi đi đi. Đi đi. Mày cũng to gan nhỉ? Dám cầu cứu cả. Mày chán sống rồi à? Rốt cuộc là tại sao anh lại hành hạ tôi như vậy chứ? Mày biết tao muốn gì mà. Tôi nhất định sẽ không ký vào đơn ly hôn đâu. Anh đừng có mà ảo tưởng. Mày không ký cũng được thôi. Vậy thì tao sẽ cho mày về cùng với ông bà. Tôi rốt cuộc là vợ tôi bị gì vậy? Không sao đâu, cô ấy chỉ là bị kiệt sức, mệt quá, thế nên là mới ngất đi thôi. Cô cầm lấy số tiền này và giúp tôi một chuyện. Anh làm cái gì thế? Như thế này là đút lót. Sếp tôi mà biết là tôi bị đổi việc đấy. Thế cô không biết tôi là ai à? Thế để tôi nói rõ cho cô biết nhá. Tôi là chủ công ty FVM lớn nhất cái thành phố này. Không những sếp của cô mà còn cả cái giám đốc bệnh viện này nữa. Cô phải nể tôi đấy. Nếu như bây giờ cô giúp tôi thì tôi sẽ giúp cô tăng lương và thăng chức. Rốt cuộc là anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn cô tìm một cái loại thuốc gì đấy cho vợ tôi uống và khiến cô ta biến mất mãi mãi, không quay trở lại nữa. Không được đâu, làm như thế là phạm pháp đấy. Làm như thế đi tù chết. Ở nhà tôi còn có mẹ già con thơ cần phải lo nữa. Thế bây giờ mày có làm không? Có tao bảo kê, nếu như mày không giúp tao nhá, gia đình mày sống không được yên đâu. Tôi làm. Liệu xử lý cho gọn gàng mà. Làm luôn đi. Này, sao anh còn ở đây nữa? Chồng tôi mà nhìn thấy anh, chắc chắn anh ta sẽ không tha cho anh đâu. Cô cần giúp gì không? Cô nói đi. Bây giờ có chồng tôi ở đây, anh không muốn làm gì cũng hết cách rồi. Cô đừng dài dòng nữa. Tôi mới nghe thấy chồng cô với cả tay bác sĩ đang nói chuyện với nhau, định hạ độc cô đấy. Sao cơ? Anh ta dám làm ra cái trò đó à? Đúng là cái loại người này không có gì là không dám làm mà. Có phải cô muốn rời xa anh ta đúng không? Cho nên cô mới cầu cứu tôi. Nhưng mà bây giờ chúng ta không thể nào mà thoát ra khỏi đây được đâu. Anh ta đã cho tất cả vệ sĩ chặn tất cả mọi lối ra vào rồi. Đúng rồi, tôi có cách. Cách gì? Bây giờ cô chú ở đây, xong rồi tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Bên ngoài có bạn tôi hỗ trợ rồi. Liệu có ổn không? Nếu như mà bị anh ta bắt được ấy, thì cả hai chúng ta đều sẽ chết đấy. Cứ thử đi đã. Không thử làm sao mà biết được.
con này vừa mới đây đã trốn rồi. To gan thật chứ. Alo, con Linh nó bỏ trốn rồi, chưa đi được xa đâu. Không, mày tìm nó về đây cho tao. Đây là nơi anh ở sao? Đúng rồi, đây là nơi tôi sống đấy. Con nhìn xem, tôi mặc quần áo như thế này thì chỉ có thể sống được ở những nơi như này thôi. Không sao, chỉ cần là không cần phải sống với tên Duy nữa thì khổ đến mấy tôi cũng ở được. Mà sao nhìn quần áo của anh trông kỳ cục thế? Anh làm nghề gì vậy? Tôi làm lao công, vất vả lắm. Cũng may nhờ cái bánh mì của cô sáng nay mà tôi mới chống được đói đấy. Cũng nhờ thế thì tôi mới được anh cứu này. Anh cứ yên tâm đi, từ bây giờ trở đi tôi sẽ không để anh phải sống khổ nữa đâu. Làm gì có chuyện đấy. Khổ thì vẫn khổ thôi, nhưng may mắn có cái nhà này làm chỗ chui ra chui vào cũng mừng rồi. Anh không có tiền nhưng mà tôi có mà. Tôi là một phú bà đấy. Cái gì? Cô là phú bà à? Tôi nói thật mà. Từ bây giờ trở đi tôi sẽ nuôi anh, coi như là trả ơn anh đã cứu tôi. Thôi, tôi không cần trả ơn đâu. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Cô vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà tôi không có đồ để mặc. Cô đứng đây, đợi tôi một lát nhé. Đây, cô cầm cái áo này của tôi mà mặc. Cảm ơn anh nhé, tôi mang ơn anh quá. Có gì đâu, chuyện tôi nên làm mà. Thế bây giờ tôi đi vào tắm rửa thay đồ nhé. Ừ. Anh yêu, em về rồi đây. Em làm cái gì đấy, sao về mà không báo anh? Em còn tự tiện vào phòng của anh nữa, nhớ ai nhìn thấy thì làm sao? Anh làm sao đấy? Có ai làm gì anh đâu. Thế mà anh mắng em, anh giận cái chém chốt đấy à? Thôi em đi ra ngoài kia đi, nhớ ai nhìn thấy hỏng hết cả việc. Hỏng cái gì mà hỏng? Ai làm gì anh đâu? Anh đang điên đấy, em đừng có mà cằn nhằn như thế. Điên cái gì mà điên, anh nói đi, ai làm gì anh, em xử cho. Có Linh nó bỏ trốn rồi. Cái gì cơ? Sao để nó trốn như thế? Làm sao mà anh biết được, nó cũng to gan thật đấy chứ. Năm lần bảy lượt cứ tìm cách trốn, anh còn chưa làm gì được nó đâu. Sao anh vô dụng thế nhở? Một thằng đàn ông mà thua một con đàn bà, chả biết làm cái gì nữa. Em không biết đâu, anh tìm nó đi. Em đừng có trách anh nữa, để im cho anh tìm cách xem nào. Anh làm cách nào thì làm, bắt buộc phải tìm thấy nó, phải xử nó luôn đi, giải quyết nhanh gọn. Em không muốn làm tiểu tam nữa đâu, em muốn làm chính thất. Rồi, đợi anh một thời gian nữa đi, để cho em xuôi mọi chuyện đã. Chứ bây giờ em cứ như thế này có giải quyết được gì đâu. Anh bảo em phải đợi đến bao giờ nữa? Em phải ra nước ngoài để trốn đấy, ở ẩn bao nhiêu năm rồi. Em cũng biết đâu, anh giải quyết nhanh gọn đi. Được rồi, tất cả là vì tương lai của anh và em mà. Đợi anh nhé, đợi anh giải quyết xong con vợ của anh, xong rồi mình có tài sản, lúc đấy mình sẽ đường đường chính chính đến với nhau. Bớt nóng đi nhé. Anh hứa rồi đấy nhá, anh xử lý con vợ của anh đi, em không muốn làm tiểu tam như thế đâu. Anh biết rồi, nhưng mà bây giờ tạm thời cứ phải giữ kín cái mối quan hệ của chúng ta, để ai mà biết hỏng hết việc đấy nhé. Vâng, em biết rồi, em đi là được chứ gì. Này, hai cái thằng rác rưởi kia. Này anh kia, anh ăn nói cho cẩn thận, anh gọi ai là rác rưởi đấy? Tao nói chúng mày đấy, thì làm sao? Chúng mày giấu vợ tao đi đâu rồi? Chúng anh, cậu có biết vợ anh ta ở đâu không? Đấy, thấy chưa? Làm sao mà bọn tôi biết vợ anh ở đâu được? Mà anh làm chồng, cũng không biết vợ mình ở đâu à? Tao hỏi chúng mày lần cuối, chúng mày giấu vợ tao đi đâu rồi? Này, chúng tôi không biết. Rõ ràng hôm trước, vợ anh ở trong bệnh viện, anh còn ở đó cơ mà. Tại sao mẹ lại ra đây hỏi vợ anh ở đâu? Tao chắc chắn chúng mày đã cứu nó. Chúng mày nói đi, giấu vợ tao ở đâu? Đã bảo là không biết vợ anh ở đâu. Mà anh làm chồng cái kiểu gì vợ bỏ đi đâu cũng không biết. Chắc là anh phải làm gì thì cô ấy mới bỏ đi. Anh làm điều gì xấu xa đúng không? Tao chả làm cái gì cả. Nhưng mà vợ tao có vấn đề về thần kinh cho nên là tao đi tìm thôi. Mà để tao biết chúng mày giấu vợ tao ở đâu nhé, đừng có trách tao. Anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Tụi mình phải cẩn thận.
Anh ăn đi. Anh Tùng Anh, anh sao thế? À, không có gì đâu. Rốt cuộc là anh có chuyện gì? Anh nói cho em nghe đi. Từ chiều đến giờ anh cứ suy nghĩ viển vông cái gì ấy. Hồi sáng nay Duy có đến tìm anh. Hình như anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi đấy. Anh ta có làm gì anh không? Không, chỉ hỏi tin tức về em thôi. Bây giờ phải làm như thế nào? Duy là một người rất thông minh. Em nghĩ là anh ta đã có nghi ngờ rồi. Thực ra em có cách này, nhưng mà em cần anh phải giúp em. Cái gì? Anh có bằng đại học không? Em quên mất, anh còn phải đi lao động chân tay như thế này thì làm sao mà có được bằng đại học chứ. Thế thì em lại nhầm rồi. Trước kia anh từng làm chủ tịch đấy. Anh đùa em à? Anh không đùa. Chẳng qua lúc đấy do tình hình kinh tế nó phức tạp cho nên anh mới tới nhà như thế này thôi. Nhưng mà tự nhiên em lại hỏi bằng cấp của anh để làm gì? Để xin việc chứ còn làm gì nữa. Trước hết anh cần phải đột nhập vào công ty của hắn ta, tạo niềm tin về hắn ta. Em cần anh lấy được bằng chứng anh ta ngoại tình. Nhưng mà anh ta biết mặt anh rồi, làm sao mà xin việc vào đấy được? Anh không phải lo, em đã có cách. Anh cần phải tân trang lại bản thân mình, từ tóc tai, quần áo. Có như vậy thì mới chắc chắn được rằng không ai có thể nhận ra được anh. Nhưng mà phải có tiền thì mới tân trang được chứ. Cái này cứ để em lo. Anh quên mất em là ai rồi ạ? Liệu như vậy có ổn không? Chắc chắn rồi. Không biết Linh đi đâu giờ này vẫn chưa về nhỉ? Hay là cô ấy bị tên Duy bắt rồi? Không được, không được. Không được nghĩ vậy. Phải bình tĩnh lại. Cô ấy chỉ đi mua đồ thôi. Chỉ đi mua đồ thôi. Anh Linh, em đây rồi. Em có biết là anh lo cho em lắm không? Anh lo cho em á? Ừ, anh sợ em bị tên Duy bắt. Anh xem, em mua đồ cho anh này. Ui, em mua nhiều thế? Có gì đâu mà nhiều. Dù sao thì anh cũng đang giúp em mà. Cái này không là gì so với công sức của anh cả. Đây, anh xem. Đẹp không? Đẹp đấy. Anh vào thử đi. Ừ. Hôm nay có chuyện gì mà lại gọi tao ra đây đấy? Tao chỉ muốn thông báo với mày, từ ngày mai tao sẽ đi làm. Đi làm? Nhưng mà làm gì? Thì tới công ty của Duy. Mày điên à? Sao lại vào đấy? Vào đấy khác nào chui đầu vào giọ đâu. Này, mày nhìn xem, mày thấy tao khác không? Ừ thì cũng khác. Đấy, kiểu gì với kiểu Duy sẽ không nhận ra tao đâu. Cho nên mày yên tâm. Với cả Thúy Linh, tao chấp nhận mọi nguy hiểm. Mày đừng nói với tao là mày thích Linh nhá. Ô thế là thích thật à? Thế nhưng mà vấn đề là cô ấy đã có chồng rồi, còn mày thì... Có chồng thì sao? Cả cô ấy có hôn nhân hạnh phúc đâu. Thôi được rồi, nhưng mà vào đấy có chuyện gì là phải gọi tao ngay đấy nhá. Chào cậu, tôi là Duy, giám đốc của công ty. Thế hôm nay cậu đến đây để ứng tuyển vào vị trí nhân viên kinh doanh đúng không? Vâng, đúng rồi ạ. Được rồi, đưa xem hồ sơ đi. Vâng, đây anh. Hồ sơ cũng khá là đẹp đấy.
với cậu đang gặp nhau ở đâu chưa nhỉ? Tôi thấy cậu rất là quen đấy. Chắc anh nhầm em với ai rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà anh. Chắc là tôi nhầm. Tôi thấy là hồ sơ cũng khá là đẹp. Thế nên là bây giờ tôi sẽ cho cậu một cơ hội để được vào công ty tôi làm việc. Anh nói sao à? Anh nhận em thật ạ? Đúng rồi. Nhưng mà tôi bảo, nếu đã làm việc với tôi thì phải tuyệt đối trung thành đấy, nhớ chưa? Vâng, anh yên tâm. Em tuyệt đối trung thành ạ. Được rồi, hẹn cậu ngày mai đến đây nhận việc nhé. Vâng. Linh ơi, anh được nhận vào công ty làm rồi. Anh nói sao cơ? Anh được nhận vào làm thật á? Ừ. Coi như bước đầu chúng ta thành công rồi. Vậy bước tiếp theo chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Duy là một người rất thông minh và anh ta cũng rất đề phòng với người mới nữa. Cho nên là em nghĩ đầu tiên anh cần phải tạo niềm tin về hắn ta. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Mà hôm nay anh tới phỏng vấn, anh ta có đề phòng nghi ngờ gì không? Lúc đầu thì anh có dò xét, nhưng mà lúc sau thì anh không để ý nữa. Với cả anh nhìn xem, bây giờ anh có phải là tên công nhân quen trước kia đâu. Đúng vậy. Đến em mà không nhận ra nữa là anh ta. Nhưng mà chúng ta cũng không được chủ quan đâu nhá. Ừ, anh biết rồi. Vậy hôm nay chúng ta đi ăn mừng đi. Ok, em sẽ bao. Anh Duy, anh không làm cái thủ tục ly hôn vợ của anh đi chứ? Em tưởng anh không muốn giải quyết à? Nhưng bây giờ không tìm được cô ta thì giải quyết kiểu gì ạ? Em không cần biết anh giải quyết kiểu gì hay là tìm cách nào, nhưng bắt buộc anh phải ly hôn rồi sang nhượng tài sản đi chứ. Thế em tưởng anh không muốn sang nhượng à? Nhưng bây giờ sang nhượng kiểu gì trong khi cô ta vẫn còn sống? Dù là vợ chồng nhưng mà em biết thừa là tất cả tài sản đều đứng tên cô ta mà. Em tưởng là anh thông minh lắm cơ mà. Anh dùng cái não để suy nghĩ đi, nghĩ cách đi chứ. Thế em có cách gì em nói hộ anh cái. Cách thì em có, nhưng mà quan trọng là anh có muốn làm hay không thôi. Bây giờ con vợ anh nó đã mất tích rồi, thế anh khỏi cần phải kiếm tìm nó nữa. Ý em là sao? Thì bây giờ nó đã mất tích, anh chỉ cần ký vào cái giấy tờ từ chối tìm kiếm và thông báo báo tử thôi. Như vậy thì anh có thể đường đường chính chính được nhận tất cả tài sản từ nó mà. Đúng không? Ừ nhỉ. Sao anh không nghĩ ra cách này ta? Ê nhưng mà này, để công an mà biết cái chuyện này là chúng ta đi tù đấy. Anh yên tâm đi, mọi thứ đã nằm sẵn trong lòng bàn tay của em rồi. Cái quan trọng bây giờ là chúng ta cần phải tìm một luật sư thật giỏi, thật chuyên nghiệp. Được rồi, về đấy cứ để anh lo. Đấy thì luật sư cho. Không biết là cái thằng luật sư mà em bảo nó có đến hay không nữa. Đợi thêm một chút đi, nôn nóng lắm cái gì. Bây giờ còn chưa đến giờ mà. Anh đợi cậu ta 30 phút nữa mới đến cơ. Chào anh. Anh có phải là anh Duy không? Tôi là luật sư đây. Đúng rồi, mời anh ngồi. Tôi cũng đã trao đổi qua với anh rồi đấy. Hồ sơ tôi cũng đã mang đến cho anh đây. Nhưng cái khó là nếu như anh muốn ly hôn vợ anh thì anh phải cần có chữ ký của cô ấy. Vì không có cô ta nên tôi mới gọi anh đến đây đấy. Ý anh là sao? Chỉ cần anh giúp tôi thì mọi chuyện anh không cần phải lo nghĩ. Hơn nữa, xong việc tôi sẽ thưởng cho anh thêm. Cái số tiền này nó bằng gấp mấy lần anh làm các vụ khác đấy. Suy nghĩ gì nữa? Vậy hai người muốn tôi làm gì? Tôi muốn anh làm một giấy báo tử, coi như là cô ta đã mất tích và chết, và sang nhượng tài sản hết cho anh Duy. Anh làm được không? Chuyện này thì đơn giản, nhưng mà... Anh sợ à? Nếu anh sợ thì đi về. Còn nếu như anh không sợ thì chỉ cần làm thôi, tội vạ đâu tôi chịu. Được, vậy thì hai người hãy đợi tin tốt từ tôi. Thật không ngờ là hai người bọn họ vì tiền mà bất chấp mọi thủ đoạn như vậy. Hiện tại chúng ta đã đầy đủ chứng cứ chứng minh anh ta ngoại tình. Ngoài ra có thêm một số chứng cứ nữa có thể tống anh ta vào tù. Đúng vậy, nhưng cũng phải nhờ ơn của Tùng Anh. Nhờ cậu mới biết được kế hoạch của hai người bọn họ. Tùng Anh, có chuyện gì mà cậu gọi tôi đến đây vậy? Cậu ngồi xuống đi, chúng tôi đã có việc cần cậu giúp. Có chuyện gì cậu nói đi. Anh Nam, anh có thể giúp tôi đóng giả một luật sư và tiếp cận Duy được không? Luật sư? Nhưng mà tôi có biết gì về luật đâu. Không sao, cậu chỉ cần đi theo hắn, hắn bảo gì làm đấy là được. Nhưng mà tại sao phải làm như thế? Nhỡ anh ta nhận ra tôi thì sao? Tôi đã phát hiện ra tên Duy và Lan đang lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của Linh.
chúng ta cần phải ngăn chặn. Đúng vậy, tôi đã tìm bằng chứng Duy ngoại tình rất lâu rồi, nhưng mà anh ta không để lộ ra sơ hở. Chính vì vậy, lần này tôi thật sự cần anh giúp đỡ tôi. Tôi xin anh đấy. Nếu như vẫn cố ly hôn, anh ta sẽ được chia tài sản. Hơn nữa, từ trước đến nay, anh ta đã luôn muốn ra tay làm hại tôi. Nếu như lần này không thể tìm cách đưa anh ta vào tù, thì chắc chắn là tôi sẽ phải sống chui lủi suốt quãng đời còn lại mất. Thôi được, hai người yên tâm đi, tôi sẽ giúp hai người. Vậy thì tôi cảm ơn anh nhé. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Và anh Tùng Anh nữa, thực ra Duy chắc chắn là sẽ có làm ăn phi pháp đấy, nên em nhờ anh cần phải tiếp cận hắn ta để cố tìm ra được bằng chứng. Được, em yên tâm. Anh làm việc với hắn và phát hiện ra có một số hợp đồng vi phạm, trốn thuế, ngoài ra lại còn làm ăn phi pháp nữa. Anh sẽ tìm đầy đủ chứng cứ cho em. Rốt cuộc hắn để giấy tờ ở đâu nhỉ? Không ngờ thương vụ này lại giúp mình kiếm tiền tỷ nhanh đến như vậy. Đúng là một bước lên mây mà. Alo, tôi nghe đây. Ừ, được rồi, tôi tới ngay đây. Đợi tôi một lát nhé. Nó đây rồi. Vậy là giấy tờ thủ tục cũng đã xong rồi. Anh thấy em nói đúng không? Cách của em quá hoàn hảo. Phải công nhận là người yêu của anh thông minh thật đấy. Em ấy mua mô xảo quyệt lắm đấy nhá. Nếu mà không như vậy thì làm sao mà giúp anh lấy được cái cơ ngơi này chứ, đúng không? Mà này, cũng đừng quên cái công ơn của em đấy nhá. Em yên tâm đi, đợi lo xong vụ này anh sẽ thưởng lớn cho em. Nhưng mà cái thằng luật sư lâu thế nhỉ? Anh có quyết định ly hôn quá. Mời vào. Xin chào, tôi đem tin tốt đến cho hai người đây. Ở ngóng anh Mai đấy, cho tôi xem giấy tờ đi. Phải công nhận là anh làm việc thật nhanh gọn đấy. Anh đúng là quý nhân của tôi đấy. Anh ơi, giấy tờ đã xong rồi, tất cả mọi thứ đã thuộc về anh. Thế là từ nay chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau rồi. Hai người đừng có vội vui mừng quá sớm như thế chứ. Con khốn, sao mày lại ở đây? Tùng Anh, sao mày lại đi theo nó? Sao, tính cướp tài sản của tôi trắng trợn à? Anh tưởng nó dễ như vậy sao? Mày biết thì đã sao, mày làm gì được bọn tao nào? Bây giờ tất cả mọi thứ đã thuộc về anh Duy rồi. Ai ai cũng nghĩ là mày đã chết. Mày làm gì được bọn tao nào? Làm đi. Anh Nam, hãy nói cho bọn họ biết sự thật đi. Anh Duy, tôi cứ nghĩ rằng anh là một người rất thông minh, nhưng không ngờ anh chỉ là một con gà thôi. Anh không nhận ra tôi sao? Còn cả tôi nữa đấy. Rốt cuộc chúng mày là ai? Anh Nam và anh Tùng Anh chính là hai người lao công đã cứu tôi ở bệnh viện. Anh dễ qua mặt thật đấy. Bọn khốn, chúng mày dám lừa tao à? Chẳng biết là ai lừa ai đâu. Anh Duy, anh là chồng của tôi, nhưng mà lại ngang nhiên ngoại tình, rồi còn hết lần này đến lần khác cùng nhân tình của anh hãm hại tôi. Anh xem như thế mà được à? Cô đúng là một con đàn bà mưu mô xảo quyệt mà. Tôi có mưu mô ấy thì cũng làm sao bằng được anh. Anh còn dựng lên được cái câu chuyện vợ mình đã chết cơ mà. Thôi, lật bài đi. Đây là toàn bộ chứng cứ chứng minh việc lừa đảo trong dây của anh ấy. Còn đây là toàn bộ chứng cứ chứng minh đã làm giả giấy tờ. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Với cái tội danh này chắc là anh cũng phải ngồi tù ít mấy chục năm đấy. Cứ sẵn sàng đi. Không thể nào, tôi không thể mất tất cả như thế đâu. Linh à, anh xin lỗi, tất cả là do anh sai. Em cho anh cơ hội sửa sai đi mà. Em đừng tống anh vào tù. Anh hứa là anh sẽ trả tất cả tài sản lại cho em mà. Tất cả do cô ta, là do cô ta sai khiến anh. Này, anh nói cái gì đấy?
Anh đổ hết tội lên đầu tôi đây à? Tôi có chết luôn anh theo đấy. Cô im đi. Cuối cùng thì tôi cũng đã đợi được đến ngày hai người quay ra cắn xé nhau rồi đấy. Bây giờ thì cút ngay ra khỏi công ty tôi đi. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Cảm ơn hai anh. Nhờ có hai anh mà em mới lấy lại được công ty đấy. Em đừng nói thế. Đây là việc của anh nên làm. Chào mừng em đã quay trở lại công ty của mình. Chào chủ tịch Linh. Hai anh đừng có mà gọi như thế, em ngại lắm đấy. Mà bây giờ em có một tin vui muốn thông báo cho hai anh đây. Từ giờ trở đi, em sẽ giao lại toàn bộ trách nhiệm lo công ty này cho hai anh quản lý. Nhưng mà sao em lại... Hai anh đừng có ngạc nhiên như thế chứ. Em muốn dành thời gian để tập trung bắt đầu lại một cuộc sống mới cho mình. Anh Tùng Anh, em thích anh. Chúng ta đến với nhau được không? Linh, từ sau này trở đi, anh sẽ yêu thương em.